Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Cần Thơ cũng vừa đến thăm tặng quà các cháu bị nhiễm chất độc da cam đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác Xã hội thành phố. Tại đây, lãnh đạo Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố vui mừng trước những kết quả mà trung tâm đạt được trong năm qua, đặc biệt là các cháu luôn ngoan và trưởng thành hơn, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, người lao động của trung tâm và các cháu bị nhiễm chất độc da cam, trẻ em mồ côi, đón cái Tết sum vầy, hạnh phúc, ấm áp và tặng lì xì cho các cháu. Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố và 9 quận huyện đã vận động được 4.740 phần quà để tặng cho các hội viên và nạn nhân da cam đón xuân vui vẻ ấm áp.